Tôi xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì đây LT 5000 và LT 306. LT 306 thì uh, quá quen với anh em rồi đúng không ạ? Thì con này thì em bán khá nhiều. Uh, hiện tại cũng phải phải trăm hơn trăm con rồi. Thì uh, trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh em đánh giá con LT 306 rất là thích con này, chất âm rất là hay. Và hơn nữa là nó sử dụng mạch công nghệ class D Một trong những cái um, dòng mạch mà hiệu năng rất là cao Và cái 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 hiệu suất cao và chất âm của nó rất là hay anh em nhé Nhiều chức năng rất là tuyệt vời Và nối tiếp của LT3006 đó là LT5000 Là dòng cục đẩy công suất 4 kênh nhưng công suất cao hơn rất là nhiều anh em nhé LT3006 thì 900W một kênh anh em nhé 900W một kênh Còn LT5000 À, là 1.200 một kênh ở trên độ 8 ôm anh em nhé mà 4 kênh mỗi một kênh là 1.200 w đó à, thì anh em có thể thấy là công suất rất là lớn đúng không ạ và với cái công suất này thì khẳng định với anh em kể cả những con súp kép như kia đánh rất là êm anh em nhé một kênh đánh một quả súp kép như kia là thoải mái luôn và em lưu ý với anh em là lưu ý à, chỉ anh em chỉ đánh súp xịn thôi anh em nhé súp kém thì ví dụ súp giáp thì anh em không nên đánh vì cái công suất này nó không thể phù hợp được anh nếu mà súp gióng súp đóng thì anh em phải chơi những cục nó phải như như anh em chơi class AB thôi class H thôi đầu tiên cho đỡ phí cái thứ hai nó mi nó mới ấy được vì những cái 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 cục đợ, cục súp đấy thì cái độ nhạy nó rất là kém anh em nhé độ nhạy thấp đánh nó không ra tiếng đâu anh em nhé đấy thì đây là những cái dòng uh, hai dòng Công suất 4 kênh mà anh em có thể chơi full và có thể chơi sub anh em nhé Cái con 3600 này thì 900W một kênh thôi. À nhìn thì nó không khác gì như con LT 5000 này. Con này 1200W tức là chênh nhau 300W anh em nhé Con này 900, con này 1200 thì chênh nhau 300W. Đó. À, lưu ý với anh em là trên là một kênh nhá. Đấy, à, em đang nói là một kênh con này 1200W một kênh, con này 900W một kênh. Đó, còn đi về so sánh cái xem cái nội thất của nó như nào mà nó khác nhau như vậy Thì thật ra nhìn qua như này thì anh em không thể phát hiện được Không thể phát hiện được anh em nhé Không thể nào phát hiện được Cái hiệu suất của Class D nó đạt trên 90% Và cái chất âm của nó thì rất là hay anh em nhé Rất là hay Khẳng định là bây giờ nó rất là Rất là rất rất, rất, rất là phổ thông Cái dòng mạch Class D này Và bình thường ở trên thị trường nó hay có cả nguồn sung nhưng mà dòng này thì nó dùng nguồn xuyến Nó sẽ mang tới cái độ bền tốt hơn anh em nhé Độ bền tốt hơn so, so với tất cả những nguồn sung Tại Việt Nam Vì tại sao Việt Nam thì Cái dòng điện nó không ổn định Nguồn sung mà kém kém một chút là đi hết anh em nhé thì này anh em rất thích và nó chỉ nặng hơn cái nguồn sung một chút thôi con này thì nó hai con này thì cân nặng nó trên cách nhau tầm một kg thôi anh em nhé con này thì tầm 21 cân con này thì tầm 20 cân và cái con này này Nếu mà với cái công suất này mà nguồn sung thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 12 cân anh em nhé Nhưng con này nó là tầm 21 cân nó Trên chục cân thôi anh em nhé Chục cân Anh em đã sở hữu được một con đẩy Nó nó, nó, nó bền Bền hơn nguồn sung khá nhiều anh em nhé Và cái chi phí sửa chữa nó cũng rất là rẻ hơn Với cái nguồn biến áp này thì chi phí của nó, nó rẻ hơn cái nguồn sung anh em nhé à, Và cho anh em xem cái nội thất Đấy, nói đi cũng phải nói lại là nhìn nó không khác gì nhau nhưng mà nếu mà soi kỹ thì anh em mới biết được nó khác nhau ở điểm nào anh em nhé anh em nhé phải soi kỹ thì anh em mới biết được thì nó vẫn dùng chung là hai quạt như nhau thôi hai quạt này chả khác gì nhau cả nhìn thì có vẻ giống rất giống nhau đúng không ạ nhìn có vẻ rất giống nhau nhưng mà anh em soi kỹ cho em nhé đầu tiên cái biến áp của cái cái ba nghìn thì nó chỉ tầm 20 thôi anh nhá, nó 20 Nhưng con này nó to hơn khá nhiều Phải tầm 21 anh em nhá 21 Biến áp lớn hơn Anh em nhá Biến áp nó đầu tiên là, là nó đã lớn lớn hơn rồi Anh em nhìn này Nó cách một khoảng nữa một khoảng Đây nó khít luôn Khít luôn này. Đấy khít luôn à, Đấy anh em biết cái độ to rồi Đấy Vỏ thì chắc chắn nó, nó dùng dùng chung vỏ với nhau rồi Anh em nhá Dùng chung vỏ tất cả Với nhau Nhưng đầu tiên là cái biến áp nó to hơn này Cái áp của biến áp này con LT3006 Thì áp của nó là 94V này nhé 94V anh em, anh em có thể nhìn thấy 94V Nhưng áp của con LT5000 này Nó lên tới 110V nhé 110V Đó. 110V Một cái Áp rất là lớn đúng không? Áp đầu tiên nó đã cao hơn rồi Cái thứ hai là anh em nhìn cái tụ này Nhìn cái tụ này Hai cái tụ này nó nhỏ nhưng mà nó cũng trị số nó khác nhau anh em nhé còn được khi em đây là class D em không so sánh với những class TD hoặc class AB class H đấy, anh em nhé dòng class D thì tụ này hầu như là tụ dập sung thôi chứ không phải là tụ nguồn anh em nhé à độ nó là tụ nguồn dập sung anh em nhé nhưng mà nó nó không cần mi cao mà nó cần vôn cao anh em nhé như con này vôn của nó cho anh em xem là bao nhiêu con này 160 trăm anh em này, này. Anh em nhìn à đâu 80 mươi chứ đúng nhỉ đây, cho anh xem này. 160V xin lỗi anh em. Đây này, 160V. Đấy, đúng không ạ? 160V. Đó, đúng ạ? Và 18 1800mm. Đúng không ạ? Đây. 1800 mi và 160V anh em nhé. Đấy, 160V. À, 1800 mi. Đó, nhưng mà sang con này Sao còn 5.000 Nó là 200V Và 2.200M Anh em nhá 200V và 2.200M Đấy nó hơn khá nhiều Cái này có 160V thôi Cái kia là 200V Mi của cái này là 1 1800 1 800 Con này là 2.200M anh em nhá Nó đã hơn rất là nhiều rồi Đấy, đấy là cái, cái tụ lọc nguồn Còn tụ ở đây Tụ này nữa Tụ nhỏ này nữa Tụ nhỏ này của nó là bao nhiêu Đấy cho anh em xem kỹ Đấy tụ nhỏ đây Tụ nhỏ đây là 80V 1000 mi anh em nhé Đấy 80V 1000 mi Thì sang bên tụ này Đấy 100V 1000 mi Đấy nhé 100V 1000 mi Đấy tụ LT 5000 này nó đã rất là lớn hơn anh em nhé Lớn hơn khá nhiều Đúng không ạ cái này là 80 Còn cái này là 100 đó, và thêm nữa này Cái Nếu ở đây thì anh em không thể nhìn được Nhưng mà bên trong này Những con MOSFET này Bọn dòng này thì không dùng sò anh em nhé Cái một con MOSFET này Nó sẽ là con MOSFET thấp hơn anh em nhé Đấy, Thấp hơn con này Con này thì mỗi một con Mỗi một kênh thì nó chỉ dùng hai con thôi anh em nhé Mỗi một kênh dùng hai con thôi Đây là hai, đây là hai kênh bên trên hai kênh bên dưới thì mỗi một vỉ này là một kênh thì mỗi kênh này chỉ dùng hai con thôi bên này cũng vậy nhưng mà con này chỉ số sẽ cao hơn khá là nhiều anh em nhé khá là nhiều chỉ số cao hơn khá là nhiều đó đấy đơn giản nó chỉ như vậy anh em nhé và anh em có thể nhìn thấy kể cả cái cái cuộn cảm này nó thấp anh em nhé cuộn cả cuộn cảm này nó thấp ở cuộn cảm này nó sẽ cao hơn anh em nhé nó cao hơn đấy nói đơn giản là những cái thiết bị nó nó sẽ lớn hơn anh em nhé nó sẽ lớn hơn thông số nó sẽ lớn hơn đó. đấy thì anh em có thể biết thông số sẽ lớn hơn là cái thứ nhất này cái thứ hai là là cái tất cả các dung lượng nó đều lớn hơn này, anh em nhé dòng này thì nó không có nhiều uh, sinh nhiều sinh quá nhiều nhiệt nên là nó chỉ, chỉ cần sử dụng một quạt thôi anh em nhé và sử dụng một quạt thôi và những cái này nó rất là bền vì cái là khi mà đại cái nắp này lên thì tất cả cái khoang này nó kín anh em nhé tất cả cái khoang này nó kín thì nó chỉ có gió nó vào đây thôi anh em không sợ là bụi bẩn sẽ chui vào trong cái này anh em không sợ bụi bẩn sẽ chui vào đây vì cái quạt này là cái quạt nó thổi ra quạt này là quạt thổi ra anh em nhé thì khi chúng ta đóng cái nắp vào thì nó kín hết ở đây rồi à, kín hết cả cái khoang này rồi nó thổi ra thì nó rất là an tâm anh em nhé không sợ là 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 bẩn những cái bo này đấy thì anh em có thể tham khảo với cái con 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 con, con lt 3.600 và có con LT 5000. Thì 3600 thì hiện tại bên em đang bán là 9 triệu 500 000 đồng Là sẽ gồm phí ship em nhé. còn con LT 5000 thì bên em sẽ bán là 12 triệu đồng Là bên em cũng sẽ bao ship cho tất cả anh em. Đấy, hai dòng cục đẩy công suất à, 4 kênh mà sử dụng mạch class D mà sử dụng biến áp xuyến rất là bền anh em nhé bền đẹp chất lượng Đấy, thì hai dòng này thì hiện đại nó đang có sẵn hàng anh em nhé. Và uh, nhiều anh em mong muốn là chơi một cục đẩy mà có thể đánh full, đánh súp được. Thì LT5000 đúng là hoàn hảo luôn anh em nhé. Còn với cục đẩy chuyên đánh full, anh em có thể lựa chọn sáu anh em nhé, sáu Nó sẽ nhẹ gọn gàng hơn, nó sẽ uh, chuyên full hơn anh em nhé nó có đỡ nó có tiết kiệm hơn anh em nhé anh em chơi con ba nghìn và anh em chơi một cục đánh súp hợp lý còn con này thì anh em có thể kèm cả súp cả full được em nhé mỗi một kênh này chơi quả súp đơn đều ngon nhưng mà mỗi kênh con này cũng chơi ngon nhưng mà nó sẽ hơi non hơn một chút đấy anh em nhé anh em có thể là lựa chọn như nào cho nó hợp lý thì ngày hôm nay thì giới thiệu với anh em hai cái mẫu Clap hiện nay anh em nhé giá rất là vừa phải và sử dụng công nghệ rất là mới hiệu suất cao chất âm hay Bởi vì hai dòng này em cũng đã lên rất là nhiều video rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em Đấy ok em xin dừng cái video đây thôi hẹn anh em những video lần sau anh em nhé chào tất cả anh em ạ chào tất cả các bác nhé để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên youtube gõ chữ thăng cao audio anh em nhé đó khi ấn vào chữ thăng cao thì anh em nhớ đăng ký đăng ký kênh và ấn chuông chọn tất cả khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em rồi chào cảm ơn tất cả các bạn